trong lúc đào móng thi công trụ sở công ty truyền tải điện 1 thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, các công nhân đã phát hiện một quả bom lớn dưới lòng đất. Ghi nhận tại hiện trường, từ chiều tối ngày hôm qua 28 tháng 11, lực lượng chức năng đã bắt đầu dùng rào thép di động chắn hai đầu phố cửa Bắc với chiều dài 100 m Lực lượng dân quân khoanh vùng bảo vệ ứng trực 24 trên 24. Người dân sinh sống trong khu phố này vẫn có thể ra vào dưới sự kiểm soát của công an phường tại nơi phát hiện bom được rào chắn thêm một lớp hàng rào bảo vệ ngăn người dân qua lại. Theo thông tin ban đầu, quả bom được phát hiện có trọng lượng lên tới 340 kg. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình xác nhận với báo chí, Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin khả năng bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng xử lý. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, sau đó sẽ xác định quy trình xử lý và di chuyển quả bom này.